mạnh được, yếu thua, lớn hiếp nhỏ. Đó là quy luật của tự nhiên. Không có loài vật nào có thể làm trái lại được. Khi các ông trùm ăn thì trướng dưới phải nhường. Nếu làm trái quy luật đó, con vật phải đánh đổi bằng cả mạng sống của nó. Bước lên từ một vũng bùn nhem nhúa, lên cẩu như thể bất động, chờ đợi một thứ duy nhất, chính là bữa ăn. Oh yes. Nó đã ngửi thấy mùi thịt thơm từ đồng cỏ xa xôi. Đó là con mồi của báo Kepa. Tất nhiên, không có sức mạnh nào có thể cản trở nó, bởi lên cẩu là vai vế xếp trên tất cả các loài báu ở hoang mạc châu Phi. Sự kháng cự của báo săn Kepa chẳng khác gì trò hề, vỏ mèo trước một con chó cau to và hung hăng. Cuối cùng, miếng mồi đã vào tay của cẩu tặc một cách dễ dàng như trở bàn tay. Với những gã đồ tể của Thảo Nguyên, không có bất kỳ thứ gì bị lãng phí. Bộ xương xác thối cứng như đá chẻ, chúng cũng nhai sạch. Khi chúng ăn, Kèn Kèn phải biết điều mà nhường gấp. Nếu Kèn Kèn không biết kiềm chế, sẽ bị chúng nhai nát đầu lúc nào không hay. Khi những gã đồ tể no say, chịu rời đi thì mới đến lượt bữa tiệc xác thối của Kèn Kèn. Giờ, chúng có thể tha hồ ăn mà không lo có thế lực lớn hơn đến làm phiền. Ở bầu trời rộng lớn này, không phải lúc nào màu hồng với lên cẩu. Chúng làm mưa làm gió khắp các đồng cỏ, nhưng phải biết mình không phải là số một. Vua của Thảo Nguyên mới chính là sư tử. Sư tử một đế chế hùng mạnh và không hề ngán bất kỳ kẻ lang bạc nào, đặc biệt là với lên cẩu. Nếu để chúng có cơ hội, chúng sẽ xử đẹp bất kỳ cẩu tặc nào. Oh my god. Đất trời rộng lớn nhưng lúc nào cũng đẩy lên cẩu vào tình thế chậm tráng sống còn với sư tử. Tất cả là vì bản tính cướp bóc xấu xí của lên cẩu. Chỉ cần nghe khu vực nào ồn ào là chúng xông đến tìm cơ hội cướp mồi. Chúng ngang ngược đến mức nếu con mồi của sư tử không có sư tử đực đi theo bảo vệ, chúng sẽ dằn trận đánh bay sư tử cái để cướp miếng ăn. Do đó, làm cho mối thù giữa sư tử và linh cẩu không ngừng leo thang và kéo dài đời đời kiếp kiếp. Nhưng, có một sự thật cần phải chấp nhận là dù bầy đàn hay đơn thân độc mã, sư tử là vai vế lớn nhất của Thảo Nguyên, xếp trên linh cẩu một bậc. Sư tử không chỉ nhanh nhẹn, đầy cơ bắp, tốc độ, sức chiến đấu dẻo dai, mà còn cau to, giàu sức mạnh. Sở hữu gần như là ưu điểm thiền chiến tuyệt đối để giành lấy vương miện đứng đầu chuỗi thức ăn ở lục địa đen. Đó cũng là lý do biến sư tử thành kẻ săn mồi khắc tiếng, để rồi chúng sẽ tiêu diệt triệt để bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào, từ các loài báu đến cả linh cẩu. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi.